mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Trump tiếp tục bỏ tranh luận của đảng Cộng Hòa. Ông Trump quyết định không dự cuộc tranh luận thứ hai với các ứng viên Cộng Hòa, thay vào đó dành thời gian phát biểu trước công nhân ngành ô tô. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định phát biểu trước đám đông tại thành phố Detroit, bang Michigan ngày 27 tháng 9, bỏ qua cuộc tranh luận lần thứ hai của các ứng viên đảng Cộng Hòa, chuẩn bị cho vòng bầu cử sơ bộ, trợ lý của ông hôm 18 tháng 9 cho hay. Bài phát biểu của Trump dự kiến hướng đến công nhân ngành ô tô và các thành viên công đoàn cổ còn xanh, trong bối cảnh cựu Tổng thống đang chỉ trích chính sách khuyến khích xe điện của Tổng thống Joe Biden và kêu gọi các tập đoàn sản xuất ô tô sang ủng hộ ông tranh cử. Ông Trump đã bỏ qua cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng Hòa ở bang Wisconsin tháng trước. Cuộc tranh luận thứ hai được tổ chức tại viện và quỹ Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố Simi Valley, bang California, cách Los Angeles khoảng 72 km về phía bắc. Bài phát biểu sẽ là một phần trong chiến dịch của ông Trump nhằm nhìn lại những cử tri thuộc tầng lớp lao động đã ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Liên đoàn công nhân ô tô đã bắt đầu đình công tuần trước để phản đối ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ về vấn đề lương và các phúc lợi khác. Ông Trump gần đây nói rằng ông Biden đang tiến hành chiến tranh với ngành công nghiệp ô tô thông qua quy định về xe điện. Cuộc đình công hiện tại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới bầu cử tổng thống năm sau vì nhiều công nhân bị ảnh hưởng sống ở ba bang chiến trường Trung Tây là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, những nơi có thể quyết định ai sẽ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tổng thống Biden luôn đề cao sự ủng hộ của ông với các công đoàn trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, một số công nhân ngành ô tô cho rằng ông chưa làm đủ đi đấu tranh với giới chủ vì lợi ích của người lao động trong bối cảnh ngành này đang thu lợi nhuận khổng lồ. Cựu Tổng thống Trump đang tìm cách khai thác bất đồng trên và sẽ nỗ lực thuyết phục công nhân ô tô cũng như các thành viên công đoàn khác rằng ông sẽ đứng về phía họ nếu tái đắc cử Tổng thống. Chiến dịch tranh cử của ông Biden chỉ trích gay gắt ông Trump trước bài phát biểu ở Detroit. Thay vì đứng về phía người lao động, ông Trump đã giảm thế cho giới siêu giàu khi các tập đoàn ô tô đóng cửa nhà máy và chuyển việc làm của người Mỹ ra nước ngoài. Không hành động phô trương vị kỷ nào có thể xóa bỏ 4 năm ông Trump bỏ rơi công nhân để đứng về phía những người bạn siêu giàu của mình. Amamosa, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden hôm 18 tháng 9 cho hay. Tin kế tiếp, nhóm hoạt động đề nghị cảnh sát Thái cập nhật tình hình ông Thaksin. Các nhà hoạt động yêu cầu cập nhật tình hình của tù khủng tướng Thái Lan Thaksin để chứng minh ông đủ điều kiện ở viện thay vì nhà tù. Đại diện của nhóm hoạt động sinh viên và người dân vì cải cách Thái Lan SNT hôm 18 tháng 9 tới văn phòng cảnh sát hoàng gia ở quận Bathuan để nộp thư đề nghị cho cảnh sát trưởng quốc gia Darosat Kitirapak. Trong thư, nhóm hoạt động yêu cầu ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan cập nhật tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin đang thụ án 1 năm tù nhưng được chuyển vào bệnh viện ngay trong đêm đầu tiên trong tù vì lý do sức khỏe. SNT cho rằng các bác sĩ đã im lặng bất thường về bệnh tình của ông Thaksin sau khi xuất hiện những thông tin rằng ông ấy bị bệnh nặng, cần bác sĩ chuyên khoa cũng như thiết bị chuyên dụng. Đại diện nhóm hoạt động SNT Bichit Sayamokho nói, ông Bichit cho rằng cựu thủ tướng Thái vẫn bình thường khi về nước và yêu cầu cảnh sát trưởng quốc gia công bố danh tính các bác sĩ đang điều trị cho ông Thaksin cũng như giải thích về bệnh tình của ông. Ông Thaksin, 74 tuổi, về Thái Lan hôm 22 tháng 8 sau 15 năm sống lưu vong. Ông ban đầu bị tòa kết án 8 năm, xong được nhà vua giảm xuống còn 1 năm. Cựu thủ tướng Thái Lan đang có kế hoạch xin ân xá thêm. Sau khi được đưa tới nhà tù tạm giam Bangkok hôm 22 tháng 8, ông Thaksin rạng sáng 23 tháng 8 chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. Ông được chẩn đoán có các vấn đề sức khỏe liên quan tim, phổi, huyết áp cao và thoái hóa cột sống. Tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến Nga gần Bakhmut. Tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố lực lượng nước này chọc thủng phòng tuyến Nga ở phía nam thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Tôi đang ở tiền tuyến với các binh sĩ của chúng ta, những người đang giữ vị trí trên tiền tuyến và tiếp tục tiến về phía trước.
Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksiy ngày 18 tháng 9 cho biết, đối phương không từ bỏ nỗ lực giành lại các khu vực đã mất và tổ chức các cuộc phản công từ nhiều hướng khác nhau. Theo Sinki, lực lượng Ukraine chọc thủng phòng tuyến của đối phương sau khi tái kiểm soát hai làng Ketchika và Amrera ở phía nam thành phố Bakhmut. Đối phương đang cố gắng áp sát bằng cách tung toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có vào trận đánh, ông Sipki nói. Ông Sipki nhận định tình hình chiến sự ở miền đông vẫn còn khó khăn. Đối phương không từ bỏ ý định tiếp tục các đợt tiến công theo hướng Kubian và Liman, đề cập tới hai thành phố mà Ukraine tái kiểm soát gần một năm trước. Trong khi đó, Bộ Phòng Nga ngày 18 tháng 9 thông báo pháo binh nước này đẩy lùi 6 đợt tiến công của Ukraine tại tỉnh Donetsk, trong đó có khu vực gần làng Lysychevka. Ngoài ra, lực lượng Nga phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 110 Ukraine gần làng Adepka. Làng Shevka và Adepka cách nhau vài km, được đánh giá là các vị trí quan trọng mà Ukraine cần giành lại để bao vây lực lượng Nga đang phòng thủ tại Bakhmut. Nga hồi tháng 5 kiểm soát Bakhmut, thành phố từng có 70.000 dân thương sống, sau trận đánh được nhận định là kéo dài và đẫm máu nhất trong xung đột với Ukraine. Bộ phòng Ukraine tuần trước tuyên bố giành lại tổng cộng gần 7 km vuông gần Bakhmut và dọc theo mặt trận phía nam, trong bối cảnh đợt phản công của nước này chỉ đạt một số thành quả sau hơn 3 tháng. Tiến bộ hạn chế trong đợt phản công của Ukraine làm dấy lên tranh cãi giữa nước này với các đồng minh phương Tây về chiến lược quân sự mà Kiev theo đuổi. Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 17 tháng 9, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra chậm hơn nhiều so với dự đoán, song vẫn duy trì nhịp độ đều đặn. Tướng Milley cho rằng Ukraine có thể đạt mục tiêu chiến thuật trong đợt phản công quy mô lớn, nhưng họ khó đẩy lùi toàn bộ 200.000 quân Nga. Ông Milley cũng nhận định chiến dịch của Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài và gặp nhiều khó khăn như các biện pháp phòng thủ mà Nga triển khai. Bản tin thứ tư, sai lầm chiến thuật có thể làm suy yếu phòng tuyến Nga ở Ukraine. Nga có thể đã dồn quá nhiều nhân lực và vũ khí cho tuyến phòng thủ đầu tiên, khiến những lớp bảo vệ phía sau mỏng hơn và dễ bị xuyên thủng. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksiy ngày 17 tháng 9 thông báo quân đội nước này đã giành lại Lysychevka, làng chiến lược gần thành phố tiền tuyến Bakhmut. Ngôi làng được coi là bàn đạp để Ukraine có thể đánh thọc sâu phòng tuyến Nga ở phía nam, đồng thời đe dọa tuyến hậu cần tiếp tế cho Bakhmut. Thành công này khiến đối thủ bị hở sườn ở phía nam, cho phép chúng tôi tiến công vào các phòng tuyến ở phía sau và tập kích tầm xa chính xác hơn bằng pháo binh, máy bay không người lái tự sát. Ilya Yelap, phát ngôn viên quân khu miền đông của Ukraine cho biết, đây được coi là thành quả đáng khích lệ với Ukraine khi họ đã chọc thủng được phòng tuyến kiên cố nhất của Nga sau hơn 3 tháng phản công. Chiếm được Lysychevka cùng làng chiến lược Rabotino ở tỉnh Zaporizhia, quân đội Ukraine có thể tiến đánh xa hơn tới Tomas, thị trấn then chốt nhằm cách thành phố Melitopol khoảng 80 km. Chiến dịch phản công của Ukraine từ đầu tháng 6 diễn biến không thuận lợi, chủ yếu là do vấp phải phòng tuyến đầu tiên mà Nga đã đầu tư nhiều thời gian, công sức xây dựng ở miền đông và miền nam. Chúng gồm hệ thống chiến hào chằng chịt, kết hợp với những bãi mìn dày đặc và phòng tuyến răng rồng cản trở đà tiến của xe tăng, thiết giáp đối phương. Nga cũng triển khai lượng lớn lính dù tinh nhuệ kết hợp cùng các đơn vị tình nguyện hoặc nghĩa vụ ở tiền tuyến để bảo vệ phòng tuyến đầu tiên trước chiến dịch phản công của Ukraine. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích quân sự, Nga đã phạm phải sai lầm chiến thuật khi đầu tư quá nhiều công sức, lực lượng cho hệ thống phòng thủ đầu tiên trải dài hàng trăm km, khiến các lớp phòng thủ phía sau mỏng hơn rất nhiều. Sai lầm đó sẽ bộc lộ khi phòng tuyến đầu tiên bị vỡ và Ukraine dồn lực xuyên phá, phát triển mũi tiến công. Michael Kopman, nhà phân tích quốc phòng và thành viên cấp cao tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết Ukraine đang tìm cách phá vỡ tiếp phòng tuyến thứ hai của Nga và nhiệm vụ có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với việc công phá lớp lá chắn đầu tiên. Các tướng lĩnh Ukraine cũng có chung nhận định cho rằng về lý thuyết, trận địa phòng ngự của Nga được bố trí theo chiều sâu, nhiều tầng, nhiều lớp, cho phép binh sĩ tuyến đầu có thể lùi về sau để tái bố trí lực lượng, kìm hãm bước tiến của đối phương. Trận địa phòng ngự này được xây dựng theo ý tưởng của tướng Sergei Sorovikin, người từng chỉ huy toàn bộ chiến dịch tại đây. Tuy nhiên, Sorovikin sau đó mất chức và gần như không còn xuất hiện sau cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nào hồi tháng 6. Tướng Sorovikin được cho là có mối quan hệ mật thiết với Wagner. Lính dù Nga giờ đây đang lập chốt kiểm soát và đào hào chống tăng dọc con đường dẫn đến Thomas,
Động thái này cho thấy Nga càng ngày lo ngại khi các mũi tiến công chiến thuật của Ukraine đã xuyên thủng được phòng tuyến đầu tiên. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, Mỹ nhận định. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Trump không lo phải ngồi tù. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố không nghĩ ngợi gì về nguy cơ phải ngồi tù và ngẩn ngủ ngon vì tin rằng chúng tôi cuối cùng sẽ thắng. Nhiều người đã đến hỏi tôi về điều đó, nhưng tôi thậm chí không nghĩ về nó. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 9 trả lời khi nhà báo Winston Ricker của đài NBC News hỏi ông có lo lắng về nguy cơ phải ngồi tù hay không. Trump cho rằng ông không giống những người khác khi đối mặt với vấn đề như vậy. Dù đã bị truy tố trong 4 vụ án và có thể phải ngồi tù từ hàng chục năm nếu bị tuyên có tội. Một lúc sau, ông Trump quay lại với vấn đề này. Câu hỏi tôi có mất ngủ hay không ư? Ông nói, tôi vẫn ngủ ngon, bởi vậy tôi thật sự cảm thấy rằng chúng tôi cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Ông nhận trách nhiệm về quyết định tiến hành nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Đó là sự lựa chọn và quyết định của tôi, dù tôi có nghe theo vài người, ông nói. Ông Trump bị truy tố ở Georgia với cáo buộc cùng đồng minh nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Ngày 24 tháng 8, ông trình diện nhà tù ở Atlanta, chỉnh lưu hồ sơ và nộp tiền bảo lãnh 200.000 USD. Cựu tổng thống Mỹ tuyên bố vô tội đối với bản cáo trạng trong các vụ án này, trả lời câu hỏi về cuộc gọi tìm kiếm với tổng thư ký bang Georgia, Brett Raffensperger năm 2021. Ông Trump nói, không hối tiếc. Trong một vụ truy tố khác, Trump bị cáo buộc trữ tài liệu mật và che giấu chúng khỏi chính phủ liên bang. Các công tố viên cho rằng ông đã tìm cách xóa video từ camera an ninh để ngăn FBI và đại bồi thẩm đoàn tiếp cận. Tôi chưa từng ra lệnh cho bất kỳ ai xóa video từ camera an ninh tại dinh thự Mar-a-Lago. Tôi sẽ làm chứng điều này trước tòa. Các video không bị xóa, ông nói trong cuộc thẩm vấn. Cựu tổng thống dự kiến hầu tòa ở Florida vào tháng 5 năm 2024. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.